kiếp thành công trong năm 2024. Năm 2024 đã bắt đầu và cũng sắp hết quý 1 rồi. Nhưng Yến biết có nhiều bạn vẫn chưa có mục tiêu cho mình, hay là bạn đầu năm đặt mục tiêu cuối năm lại xé nháp. Cuộc đời của chúng ta không có nhiều lần để chúng ta có cơ hội để xé nháp đâu. Bạn luôn muốn cải thiện tình trạng này, nhưng mà bạn không biết bằng cách nào, đâu là giải pháp. Nếu như bạn thấy cuộc sống này thật vô nghĩa, thật chán nản, mỗi sáng bạn ngủ dậy, bạn thấy vô định, bạn thấy mất phương hướng, đó là vì bạn không có mục tiêu, bạn không có mục đích sống, và bạn ngày càng thấy mình trở nên thừa thãi, cảm thấy mình vô dụng. Đã đến lúc bạn cần phải làm mới bản thân, đã đến lúc bạn cần phải thiết lập lại cuộc đời của mình. Và đây là món quà mà Yến dành tặng cho bạn. Chương trình thiết lập và đạt chính xác mục tiêu tháng 4 năm 2024. Bạn chỉ cần thiết lập được và bạn chinh phục được mục tiêu một tháng thì bạn sẽ biết cách để bạn chinh phục được mục tiêu một năm. Đây là chương trình trao giá trị cộng đồng của Doanh nhân Kiến Quốc Group diễn ra online vào lúc 20 giờ từ ngày 1 đến ngày 3 tây tháng 4 2024. Bạn sẽ nhận được gì từ chương trình? Bạn được hướng dẫn thiết lập mục tiêu theo công thức của người thành công nhất trên thế giới, và bạn được hỗ trợ trong quá trình chinh phục mục tiêu. Bạn có được bộ bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức, ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút nguồn lực, gia tăng lợi nhuận gấp đôi, gấp ba trong bất kỳ ngành nghề nào. Bạn có được bộ tư duy của người thành công, bạn có được chìa khóa để xây dựng mối quan hệ gia đình hạnh phúc. Bạn được tặng bí kíp ứng dụng luật hấp dẫn vào trong kinh doanh, thu hút khách hàng từ gõ cửa mua hàng một cách cực kỳ hiệu quả. Đây là cơ hội để mình không phải xé nhát làm lại. Hãy cho mình cơ hội để học tập, để phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống bạn nhé. Việc của bạn là liên hệ với Yến để nhận cho mình tấm vé tham dự hoàn toàn không mất phí. Hẹn gặp bạn trong chương trình.